phố Phú Quốc nha. Hiện tại thì em đang dòng xe ở khu vực Suối Mây á cô chú. Bây giờ em kính mời cô chính chị các bạn mình cùng vào bên trong nha. Thoáng ở đây thì mình để cho khách hội thư giãn ngắm cảnh đâu ha. Cái bích cực kỳ là thích ha. Nội thất ở bên trong thì y chang thiết kế liền với nhau nha cô chú. Chung. Dạ, có bếp chung và bếp riêng ở bên trong căn phòng của mình luôn nha cô chú nha. Nhân vật chính của mình nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Lời nói đầu tiên cho em kính chúc cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui nha, và nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Buổi sáng hôm nay kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân em đi tham quan và review một villa nằm tại ấp Cửa Lấp của xã Diết Sơn của thành phố Phú Quốc nha. Hiện tại thì em đang dòng xe ở khu vực Suối Mây á cô chú. Bây giờ em chạy về khu vực gần cầu Bò Phong á, đi ngược lại là về sân bay nha. Villa này thì cách sân bay thì khoảng chừng 4 cây rưỡi số thôi, rất là gần. Hiện tại hôm qua là full phòng của cô chú, villa thì giá bình dân nên cô chú anh chị và các bạn trong một nước đặt rất là nhiều nha. Đường thì di chuyển đi lại cũng thuận tiện lắm cô chú, xe từ 7 đến 16 chỗ đi vào là dễ dàng luôn nha. Đường này là đường chính, đường Trần Hưng Đạo với rất nhiều khu nghỉ dưỡng này kia, nhà hàng, quán ăn. Cô chú chị và các bạn nhanh tới liên hệ đặt phòng sớm thì có giá tốt nhất từ em qua số Zalo của em là 0944633911 hoặc Viber 0987777433 nha, để đặt tour đặt phòng cho cô chú chị và các bạn mình có giá cả hợp lý và rẻ nhất nha. Còn rất là nhiều khách sạn nha cô chú. Còn rất là nhiều khách sạn ở khu vực phía mặt đường Trần Hưng Đạo này, còn rất là nhiều luôn. Để có thời gian nào rảnh em quay gửi đến cho cô chú chị các bạn cùng xem nha. Phú Quốc này em quay biết bao nhiêu kênh YouTube, biết bao nhiêu khu nghỉ dưỡng, khách sạn, villa, homestay, bung này kia luôn á, mà chưa hết luôn cô chú, còn rất là nhiều. Rồi bây giờ em sẽ quẹo vô đây nha. Chính nha cô chú nha. Bây giờ em kính mời cô chú chị và các bạn mình cùng vào bên trong nha. Đây luôn là khu vực sảnh chính lễ tân. Đây là khu vực sảnh chính nha cô chú.
nhìn rất là thoáng. À, ở đây thì mình để cho khách hội thư giãn ngắm cảnh đâu ha. Ở đây là hồ bơi ở khu vực phía ngoài, nhìn rất là đẹp nha cô chú nha, quang cảnh nè. Ở phía bên dài dài bên đó là của bên bên anh luôn hả? Dạ. Ở bên mình là có tất cả bao nhiêu phòng anh? Dạ, 19 phòng. 19 phòng. Dạ. À, mình có phòng gia đình ở khoảng 7-8 người không? Phòng gia đình 7-8 người thì có anh. Thì hai phòng này em sẽ ghép lại, mở cửa ra sẽ ghép được. À, có cửa thông á. Dạ, ha. Dạ. Có cửa thông là hai phòng ở được 8 người. Dạ đúng rồi. Dạ. À, đây là hồ bơi nha cô chú, hồ bơi ở khu vực phía ngoài trời. À, ở đây mình nghỉ dưỡng nha, rất là yên tĩnh nha, mát mẻ, không gian thì thoáng rộng. Ở đây ở xung quanh hồ bơi thì được bố trí ghế dựa dù để cho khách mình đến đây tắm lên thư giãn ngắm cảnh rồi nha cô chú. À, đây. À, ở đây khu vực bãi đậu xe, xe máy của mình ở phía bên trong nha. À, ở đây có một cây cây mít, cây mít trái nè. Rồi bây giờ em kính mời cô chú chị các bạn mình cùng vào bên trong phòng nha. Đây là ở phía trước, ở phía mặt trước thì có ghế. À, ở đây gió thoáng lùa rất là mát nha cô chú. Này, phần này chứ không phải phần này hả chứ? Em thấy mở em tưởng phần này. Dạ. À, ở phía mặt trước nè cô chú có ghế dựa. À, để cho khách ngồi ngắm cảnh thư giãn đâu ha. À, giá thì bình dân nha cô chú nha. À, rồi bây giờ em kính mời cô chú chị các bạn mình cùng vào bên trong phòng nha. À, rồi cái căn phòng diện tích rất là rộng nha cô chú. Cái giường này, cái giường này 2m2 nha, hai giường nhập lại 2m2, một cái giường C rất là to nha, cực khủng luôn, có nước cho phòng luôn nè. Đó. Nha, đó. Có cửa sổ, ở đây thì có đèn ngủ, ở đây thì có một cái bàn để mình đựng đồ vật dụng này kia. À, ở đây thì có cửa thông, có một cái cửa thông nha cô chú, đi qua bên kia, đi qua phòng bên kia. À, tivi, bàn làm việc, trang điểm cho chị em phụ nữ nè. À, đầy đủ hết nha. À, ở đây thì tủ quần áo, mini bar, tủ lạnh nè, tủ lạnh mini. À, bên trong, bên trong gồm có nước suối, nước ngọt và bia nha. Ở trong tủ này thì mình tính phí nha cô chú nha, tính phí. À, trên đây thì có rượu. À, một cái villa giá bình dân mà đầy đủ tiện nghi hết nha. À, có ấm đun siêu tóc. Phía trong đây là khu vực tủ quần áo. À, mình có áo choàng mình tắm hồ bơi nha. Ở đây thì cách bãi biển sát một bên luôn, khoảng chừng 150m nha cô chú. Đó, có dù, có các sắt mini nè. À, ở phía trong đây là khu vực một cái khu vực bếp và phòng tắm luôn, thiết kế liền với nhau nha cô chú. Này, không gian bếp mình nấu nướng này kia, có bếp điện nha, có bếp điện từ. Đó, ở bên trong
Ở bên trong thì các vật dụng, nồi niêu, xong chảo, chén bát đồ ở bên trong đây đó. Một cái không gian phòng thì đầy đủ tiện nghi hết. Ở đây là lavabo, mình để rửa tay rửa mặt nè. Ở phía trong đây là khu vực quầy sen tắm đứng, máy sấy. À, hiện đại chưa? Ôi. À, quay qua đây thì mình nấu nước, mình cắt, mình nảy đi kia, mình mua đồ về mình tự chế biến trong đây luôn, khu vực này luôn ha. Cô chính chị bác bạn nhanh ta liên hệ đặt phòng sớm nha, để có giá tốt nhất từ em. Ở đây là khu vực, ở đây mình dễ dàng đi lại di chuyển, ăn uống mua sắm lắm cô chú. Mình mua hải sản mình về mình ghim điện vô mình chế biến mình nấu thôi nè. Bếp điện từ, bếp điện. Bên đây mình rửa chén bát nồi niêu xoong chảo luôn đó. Một cái phòng, một cái diện tích rất là rộng luôn. À, có cân điện tử nữa nè. À, một cái không gian phòng. Ở đây thì có cửa thông. Anh ơi, em mở cái cửa thông này qua được không? Dạ. Được hả chứ, em mở cửa qua được hả? Dạ. Mở cửa đây em vô trong em mở ra là được mà. À, đây là có cái cửa thông nha cô chú. À, phòng cửa thông mình đặt gia đình mình ở mình có cửa thông qua lại nè, mình rất là thuận tiện luôn. À, có một cái cửa thông nè. Đây có cái cửa thông nha cô chú nha. Hai phòng thông nhau, mình di chuyển đi lại qua lại cực kỳ là thích ha. Nội thất ở bên trong thì y chang nhau vậy cô chú. Sạch sẽ, kết hợp giữa gỗ và tường, nhìn rất thân thiện với môi trường luôn nha. Đây là một khu vực bằng trang điểm này kia đó, một cái không gian cửa thông có view tầm nhìn ra hướng hồ bơi hết. À, đây là cũng như ở phía bên kia vậy cô chú, các loại nước, rượu, bia. Đây là phía trong đây là tủ quần áo, đặc biệt là cái căn phòng này thì có bồn tắm nằm nha. Đây. Hai cái phòng nằm này thì có cái căn phòng này thì có bồn tắm nằm, còn căn phòng bên kia thì mình có khu vực bếp. Mỗi căn đều thiết kế riêng biệt á cô chú. Ở căn bên kia thì có khu vực bếp ở phía đây, còn căn này thì mình có cái bồn tắm nằm rất là hiện đại nha. Có cái cửa sổ ấy mình nhìn ra khu phía này. Nhìn ra khu phía ngoài nhìn rất là thoáng, đặc biệt là ở những cái căn phòng như thế này mình có thể di chuyển qua lại gia đình mình, có những bé nhỏ rất là tiện luôn. Ở đây thì có những cái bản kính bự mình nhìn ra khu vực phía ngoài hồ bơi, hoàn cảnh ở phía ngoài. Nhìn qua ở khu vực phía bên kia luôn. Nhân vật chính của mình là đây nha. Rồi em sẽ quay tiếp tục cho cô chính chị và các bạn mình cùng xem nữa nha. Để ghép bên này.
Rồi em cảm ơn nha anh, em đi quay vòng vòng đi, em đi quay quang cảnh đi. Ở đây là phòng đơn á anh, phòng đơn là hai khách hết hả? Dạ. Lại có thể kéo thêm giường SBS nữa. Dạ. Còn hai phòng này nãy em quay phòng thông là cũng phòng đơn luôn hay sao? Dạ. Phòng đơn hai khách luôn. Dạ. À. Và lúc nào phòng thì lúc nào cũng sẽ có cái giường SBS á, mình có thể thêm vô được. Dạ. Phòng nhỏ. Dạ. À. Ở đây thì không gian villa thì thoáng lắm cô chú. À. Ở đây là mình như tỷ mình mua đồ mình về mình tự chế biến ở bên trong phòng vẫn được phải không anh? Bên đây có bếp chung. Dạ, có bếp chung và bếp riêng ở bên trong căn phòng của mình luôn nha cô chú nha. Đây, những cái căn phòng của mình nè. Rồi bây giờ thì em xả đi quay cái căn dài dài ở khu phía bên kia, quay hết cái dãy villa này cho cô chú chị các bạn cùng xem nha. À, có cái đường đi qua khu vực phía bên đây nè, một có một cái con lộ bên đây nè. À. Đây là nhân vật chính của mình nha. À. À. Đây. Đi vào. Đây là khu vực lễ tân nè. À, khu vực lễ tân nha. Đó. À. Đây là những cái căn phòng. Ở đây ở rất là yên tĩnh mát mẻ nha cô chú. Kế bên là Godiva, cũng villa luôn. À, những dãy phòng được thiết kế. À, đất ở đây thì nó ấy sao thì chủ xây theo vậy cô chú. Diện tích đất thì hạn hẹp nên mình xây theo cái hướng đi của cái con lộ. Ở đây thì có những cái hàng tre kiển. À. Nhìn rất là ok ha. Rồi, giờ video của em cũng đã dài rồi. Cô chú anh chị và các bạn xem video em thấy hay cho em xin một like nha. Comment, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Giờ em xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình nha. Không gian ở đây mát mẻ, yên tĩnh, dễ chịu lắm cô chú. Ở đây khách rất là đông nha. Hôm qua em hỏi là full phòng hết đó. Rồi em xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú chị và các bạn nha. Bye bye.